Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu Sử biên tập viên Thúy Hằng. Cuộc sống của biên tập viên giọng miền Nam xinh đẹp ra sao sau khi rời thời sự VTV. 5 năm sau khi rời bản tin thời sự VTV1 lúc 19 giờ, biên tập viên Thúy Hằng đã quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục công việc truyền hình tại VTV9. Cuối năm 2016, người hâm mộ đã xôn xao trước thông tin biên tập viên Thúy Hằng bỏ việc ở VTV sau dòng trạng thái úp mở của biên tập viên Hữu Bằng. Sau đó, cũng chính biên tập viên Hữu Bằng đã lên tiếng giải thích về việc không có chuyện biên tập viên Thúy Hằng rời VTV. Mà sự thật là Thúy Hằng chỉ về VTV9 vì hết nhiệm kỳ tăng cường để thuận lợi việc gia đình vì chồng con ở Sài Gòn chứ không có chuyện đi khỏi VTV, Hữu Bằng chia sẻ. Biên tập viên Thúy Hằng, tên đầy đủ Phạm Thúy Hằng, sinh năm 1980, từng tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ít người biết rằng dù Thúy Hằng nói giặt giọng miền Nam nhưng chị lại là gái Hà Nội gốc. Thúy Hằng sinh ra ở phố Hàng Bạc, con phố vừa nổi tiếng sầm uất vừa rêu phong đậm chất kinh kỳ. Đó cũng chính là lý do mà chị luôn cảm thấy ấm áp khi được nhận công tác ở Hà Nội. Trước khi về dẫn bản tin thời sự 19 giờ ở VTV1, Thúy Hằng từng có 10 năm làm việc tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh với các vị trí như trợ lý trưởng quay, trợ lý biên tập chuyên mục, sản xuất chương trình mạng du lịch và thiếu nhi. Khi mà kênh VTV9 dài ra đời thì chị đã chuyển hẳn sang mạng thời sự với các công việc biên tập, dẫn bản tin, thư ký biên tập, sản xuất tin bài như phóng viên. Đầu năm 2014, Thúy Hằng đã xuất hiện lần đầu tiên trên VTV1 trong bản tin thời sự 19 giờ. Chị đặc biệt đã gây ấn tượng với gương mặt xinh xắn, dịu dàng và giọng đọc có âm sắc đặc biệt. Thúy Hằng cho biết, dẫn bản tin thời sự 19 giờ là vị trí cực kỳ nhiều sức ép. Khi mà bạn xuất hiện trên hình thì hình ảnh của bạn không chỉ còn là của riêng bạn nữa mà còn là hình ảnh của VTV. Hiện tại, biên tập viên Thúy Hằng tiếp tục công việc tại VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Cô đã thường lên sóng trong những chương trình thời sự tổng hợp toàn cảnh 24 giờ của VTV9. Biên tập viên Thúy Hằng cho biết, chương trình toàn cảnh 24 giờ lên sóng lúc 18 giờ mỗi ngày và cô phải có mặt ở đài truyền hình từ đầu giờ chiều. Không như MC của nhiều chương trình khác, kịch bản được chuẩn bị sẵn. Tại toàn cảnh 24 giờ, các MC cũng chính là những biên tập viên phải tự mình làm kịch bản. Họ phải họp với ekip, nhận thông tin và liên tục cập nhật khung chương trình cho đến khi lên sóng. Đồng thời, ngay cả khi chương trình đang phát trực tiếp, khi mà có tin tức mới, các MC cũng sẽ nhận tín hiệu từ đạo diễn để ngay lập tức có tin để gửi đến khán giả. Bật mí về áp lực của một MC thời sự, Thúy Hằng cho biết, áp lực của người dẫn căng thẳng nhất là khi lên sóng vì chúng tôi không thể sai và làm lại. Mọi vấn đề phát sinh từ vấn đề kỹ thuật, thông tin muộn truyền vào, mọi thứ đều phải xử lý trực tiếp trên sóng. Người dẫn cũng phải vừa dẫn vừa nghe lệnh của đạo diễn để xử lý tình huống đó làm sao cho gọn gàng nhất. Nhiều trường hợp khán giả xem không thể phát hiện được vì chúng tôi vừa thể hiện trên sóng vừa xử lý một cách khéo léo để ít xảy ra sai sót. Đam mê công việc, Thúy Hằng đã từng thú nhận, đôi lúc cũng đã từng hơi ngược đãi bản thân. Vài năm trước, do hay tham việc nên tôi đã thấy thời gian cho bản thân là điều xa xỉ. Nhưng giờ tôi đã dành nhiều thời gian cho gia đình và những sở thích cá nhân. Chắc cũng vì thế mà gần đây thích nấu nướng, dành là mày mò công thức để vào bếp. Riêng những lúc gặp áp lực trong công việc, tôi cho phép mình nghỉ ngơi, đi chơi với con, gặp gỡ bạn bè hoặc làm những gì mình thích. Niềm vui của tôi cũng đơn giản thôi và tôi cho rằng phụ nữ đừng ép mình vào nhiệm vụ nhiều quá. Hãy có không gian cho riêng mình thì việc cân bằng cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn. Thúy Hằng đã chia sẻ về cuộc sống hiện tại, thoải mái chia sẻ về công việc, nhưng biên tập viên Thúy Hằng khá kín tiếng về đời tư. Cô chỉ chia sẻ nếu không có sự hỗ trợ, thông cảm từ chồng và gia đình, cô khó có thể đảm nhận và hoàn thành tốt công việc. Kể về con trai, Thúy Hằng đã vui vẻ chia sẻ. Con trai tôi thỉnh thoảng thấy mẹ trên TV, chị bảo hôm nay mẹ sinh,
Còn câu mà bé nói với tôi nhiều nhất trong ngày là mẹ ơi, hôm nay ăn gì? Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.